Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, sông Kim Sơn thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải qua địa bàn các huyện Văn Giang, Khoái Châu liên tục bị ô nhiễm. Thực tế này không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân hai bên bờ sông, mà còn gây khó khăn cho nguồn nước tưới ruộng lúa. Theo người dân sống hai bên bờ sông cho biết, thời gian gần đây, nước sông Kim Sơn liên tục trong tình trạng ô nhiễm, đen đặc, bốc mùi hôi thối rất khó chịu, nhất là khi thời tiết nắng hoặc mưa. Tình trạng này kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của các hộ dân hai bên bờ sông, mà còn gây khó khăn cho việc lấy nước tưới dưỡng lúa. Đây là nguồn nước tưới duy nhất từ sông Hồng cho hàng chục nghìn hecta canh tác của tỉnh. Rất mong cơ quan chức năng, các cấp chính quyền vào cuộc có biện pháp xử lý tình trạng trên.